Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu bạn con bot Hit Hop Trang. Bạn đây, ở đây, và Telegram của nó hiện lên như này. Bạn vào Start, đây, trở lại cho mình làm xong rồi. Đây, Start, và bạn sẽ join vào hai cái group trên Telegram này và follow teacher và tag 5 người bạn. Grid và tác là người bạn đó, thì bạn làm xong rồi thì bạn vào đây, vào ba lan ke luôn đấy, nó sẽ hiện ra số dư của bạn luôn. Bạn có một hit hot bằng 63 way và bằng 220 đô đó, nhưng bạn vào rút tiền thì bạn sẽ xem cái địa chỉ là ví ví quay của bạn ở đây. Ví quay này thì mình giới thiệu các bạn, có một cái video mình giới thiệu các bạn ấy làm, cũng làm underdrop trên cái ví này đây. Thì bạn địa chỉ ví quay của các bạn này, copy nó vào, dán vào đây, xong rồi gửi đi và xem, rồi bạn tiếp tục hoàn thành cái form này của nó. Đây, cái form của nó đây. Đấy thì bạn liên kết Telegram này, hai cái nhóm này, và liên kết hồ sơ teacher, liên kết kênh YouTube. Đó, bạn tôi đang hoàn thành cái nhiệm vụ, bắt đầu điền tên Telegram bạn ở đây, liên kết đăng lại Twitter, thì liên kết đăng lại Twitter bạn là vào đây, Twitter của nó, Twitter của nó. Đây là Twitter của nó. Và bạn follow này, bạn đăng lại cái Twitter này. Đây, tag 5 người bạn vào đây. Xong là bạn vào về, quay về Twitter của bạn. Bạn lấy cái link bạn bài WordPress này. Đây, bạn vào đây, bạn copy cái link bài này lại. Xong bạn điền vào đây. Đó, liên kết với YouTube hoặc email, mình điền email của mình vào đây. Tải lên ảnh số dư chụp hình, số dư bot thì bạn đây, bạn vào đây, bạn chụp cái này lại đó, rồi gửi cho nó. Mình chụp rồi, mình chọn nó. Đây, tải lên. Đó, cái này là bỏ phiếu cho chúng tôi trên BlueQuest. Đây, đó là cái trang này. Thì bạn nào chưa có cái trang này thì mình sẽ để link trên bên dưới cho các bạn. Bạn đăng ký, xong bạn vào phần đây, voting này. Thì nó hiện của nó lên đây, hit hot đây. Bạn follow cho nó, à bạn đây, vote cho nó một cái. Đấy, nó sẽ hiện lên như vậy. Cảm ơn bạn đã run vote cho Hit Hot. Thấy bạn chụp ảnh này lại, bạn gửi cho nó luôn. Gửi lên cho nó đây. Đây, gửi lên. Tải lên cho nó. Tải lên ảnh mục đăng chụp hình đăng ký YouTube, đây cái của nó đây, bạn chụp ảnh bạn gửi nhá, chọn tên. Đây, tải lên đó, địa chỉ ví của bạn, bạn lấy địa chỉ ví đây, ví quay của bạn, copy vào, bạn paste vào đây đó. Rồi, bạn chú ý một cái đấy nhá. Đây là nó bắt mình phải giới thiệu 10 người thì mình mới được rút tiền. Đấy, sao bạn gửi là hoàn thành rồi. Đó, mình gửi đi, đó, câu ạ. Trả lời bạn đã ghi lại. Đó, đơn giản thôi, mất có chưa đầy 5 phút.
À, nên biết đâu giới thiệu được 10 người thì mình lại có ăn 220 đô, không mất bao nhiêu công sức cả.